Ngày 17 tháng 10, nguồn tin riêng của phóng viên báo Giao thông cho biết, năm 2016, với lý do địa phương còn khó khăn, trong khi cần thêm phương tiện phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an tỉnh Cao Bằng đã có văn phiên bản đề nghị công ty tập đoàn công nghiệp Tây Giang Rao vận động làng mạc hội hóa. Trước đề nghị trên, công ty tập đoàn công nghiệp Tây Giang Rao đã cung cấp Công an tỉnh Cao Bằng mua xe ô tô Toyota Land Cruiser 7 chỗ trị giá 3,72 tỷ đồng. Hợp đồng mua bán được ký kết 3 bên tại đại lý Toyota Hoàng Kiếm Hà Nội. Theo đó, bên bán là Toyota Hoàng Kiếm, bên mua, thanh toán hóa đơn là công ty tập đoàn công nghiệp Tây Giang Rao. Công an tỉnh Cao Bằng nhận xe và thực hiện các thủ tục đăng ký xe đại dương xanh mang tên Công an tỉnh Cao Bằng. Xác nhận thông tin trên, đại diện công ty tập đoàn công nghiệp Tây Giang Rao cho biết, những năm qua công ty luôn đồng hành cùng tỉnh trong công tác an sinh, làng mạc hội. Ngoài chiếc xe trên, đơn vị còn chi tiền tỷ tặng xe cứu giúp mến cho một số bệnh viện tuyến huyện, xây nhà văn hóa thôn, làng mạc, tặng tiền thưởng Tết cho người nghèo, gia đình chính sách. Như báo Giao thông đã đưa tin, đến năm 2018, sự việc bị phát, Bộ Công an đã vào cuộc kiểm tra, kết luận rõ ràng vi phạm. Sau đó, các đại tá Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc, Nguyễn Hữu Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng thời điểm này đều bị kỷ luật cảnh cáo, cho nghỉ hưu trước tuổi. Chiếc xe cũng bị Bộ Công an thu giữ theo quy định.